Tuy nhiên, các địa phương không nên vì thế mà chủ quan, công tác phòng dịch vẫn cần được đưa lên hàng đầu nhằm đảm bảo an toàn cho người dân đón Tết. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và nguy cơ xâm nhập, lây lan của biến chủng Omicron, thành phố Hà Nội chủ động xây dựng kịch bản ứng phó từ 5.000 ca đến 7.000 ca COVID-19 mỗi ngày. Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội trong thời gian tới có thể lên tới từ 5.000 đến 7.000 ca một ngày. Chủng Omicron sẽ lan ra cộng đồng với tốc độ rất nhanh. Bên cạnh đó, đây là thời điểm giáp Tết, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Đặc biệt là có khoảng 140.000 người Việt Nam ở nước ngoài đăng ký trở về nước ăn Tết sẽ dẫn đến những nguy cơ không nhỏ. Vì thế phải xây dựng kịch bản mới dựa trên tỷ lệ nhiễm để chuyển tầng điều trị. Tử vong không để quá tải ở tầng điều trị 2, 3. Các quận huyện, thị xã cũng cần có kịch bản mới phù hợp với tình hình hiện tại. Theo thông tin từ Bộ Y tế, đến sáng ngày 30 tháng 12 đã có hơn 1,3 triệu ca mắc COVID-19 tại Việt Nam đã khỏi bệnh. Trong số các bệnh nhân đang điều trị có 7.300 F0 chuyển nặng. Đáng chú ý, trong đợt dịch thứ tư kể từ ngày 27 tháng 4 đến nay, cả nước ghi nhận 1.689.194 ca mắc mới, trong đó có 1.299.725 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Chỉ còn một tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua là Bắc Cạn. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7.300 ca. Tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm là 148.198.862 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 77.358.030 liều và tiêm mũi 2 là 67.323.239 liều, tiêm mũi 3 là 3.517.593 liều. Tính đến sáng ngày 30 tháng 12, thế giới ghi nhận hơn 283 triệu ca mắc COVID-19, trong số đó có 5,4 triệu trường hợp đã tử vong. Và sau đây sẽ là những thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh đáng chú ý tại một số quốc gia. Tại châu Âu, nước Pháp đang chứng kiến một làn sóng COVID-19 mới, với hơn 208.000 trường hợp nhiễm mới trong 24 giờ. Đây là mức nhiễm mới cao chưa từng có và là một kỷ lục mới được ghi nhận tại khu vực châu Âu. Trong ngày, số ca tử vong là 184 người. Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Véran cho biết mỗi giây nước Pháp có thêm 2 người nhiễm và chưa bao giờ trải qua tình huống như vậy. Tình hình tại các bệnh viện tại Pháp vốn đã rất căng thẳng vì biến thể Delta, nay lại càng gia tăng lo ngại với biến thể Omicron. Pháp hiện là một trong số các quốc gia có tỷ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19 cao nhất thế giới, với hơn 90% dân số đã hoàn thành việc tiêm chủng cơ bản. Australia ngày 29 tháng 12 ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 trong một ngày ở mức cao nhất từ trước đến nay. Nguyên nhân của sự gia tăng này là do sự lây lan của biến thể Omicron. Trong vòng 24 giờ, Australia có thêm 21.254 ca mắc mới, cao hơn nhiều so với mức kỷ lục 11.300 ca trong ngày 28 tháng 12. Số ca mắc mới tại New South Wales, bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến thể Omicron, tăng gần gấp đôi. Hiện Australia đang phải vật lộn đối phó với làn sóng lây nhiễm Omicron. Chính phủ Australia cho biết sẽ rút ngắn thời gian chờ tiêm mũi tăng cường xuống còn 4 tháng, bắt đầu từ ngày 4 tháng 1 tới, đồng thời siết chặt một số hạn chế. Tại châu Á, trong vòng 24 giờ, Hàn Quốc ghi nhận 5.406 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 5.283 ca lây nhiễm cộng đồng. Trong 24 giờ, Hàn Quốc có 109 ca nhiễm biến thể Omicron, nâng tổng số ca nhiễm biến thể này lên 558 ca. Để ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây lan trong dịp năm mới, Hàn Quốc đã áp đặt các biện pháp phòng dịch điều chỉnh trên cả nước, như hạn chế các sự kiện tập trung đông người, giảm thiểu số người tụ tập tại khu vực thủ đô và các địa phương trên cả nước, cũng như giảm giờ hoạt động của các cơ sở dịch vụ. Các biện pháp này sẽ có hiệu lực đến ngày 2 tháng 1. Trong ngày 31 tháng 12, Hàn Quốc sẽ công bố quyết định về việc có hay không gia hạn quy định này. Một số xét nghiệm kháng nguyên nhanh đang được sử dụng ở Mỹ không phát hiện được biến thể mới Omicron. Đây là cảnh báo vừa được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đưa ra. FDA đã cấp phép sử dụng khẩn cấp đối với 42 loại xét nghiệm kháng nguyên khác nhau. Tuy nhiên, số lượng lớn các đột biến trong virus có thể làm giảm hiệu quả của các xét nghiệm này. Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực xác định những loại xét nghiệm không cho kết quả chính xác đối với Omicron. Vừa qua, người dân tại thành phố New York của nước Mỹ và du khách đã tập trung tại quảng trường thời đại để tham dự sự kiện thường niên có tên là Good Riddance, ngày chốt bỏ muộn phiền. Những người tham gia vào sự kiện được khuyến khích viết ra những điều không may đã xảy ra với họ trong năm vừa qua để ném vào lò đốt. Những năm trước đây, những tờ giấy này được cho vào máy hủy tài liệu. Đây là sự kiện thường niên thứ 15 của chúng tôi, mở đầu cho cả tuần lễ đón giao thừa. Giờ đây, sự kiện là một truyền thống lâu đời để tạm biệt những năng lượng tiêu cực từ năm trước, chào đón năng lượng mới và tất cả những điều tích cực. Để sẵn sàng cho những điều mới, chúng ta phải loại bỏ những thứ cũ.
ngày trút bỏ những điều phiền muộn đã được tổ chức thường niên và trở thành một trong những sự kiện đặc biệt chào đón năm mới tại quảng trường thời đại. Một trong số những điều mà người dân Mỹ mong muốn trút bỏ nhất trong năm nay chính là dịch bệnh COVID-19 và những hậu quả đến con người và kinh tế của nó. Tôi là y tá trong phòng hồi sức tích cực. Trong 2 năm qua, việc chứng kiến những bệnh nhân phải từ giã cõi đời vì dịch bệnh mà không có người thân bên cạnh là điều khủng khiếp nhất đối với tôi. Tôi hy vọng năm mới sẽ không còn những điều đó nữa. Tôi muốn thoát khỏi COVID, khỏi sự đau khổ trên toàn cầu và tất cả những vấn đề đau đầu về tài chính của tôi. Liên minh Quảng trường Thời đại, tổ chức thúc đẩy các doanh nghiệp địa phương, đã tổ chức sự kiện này từ năm 2007, gần nơi quả cầu được thả xuống vào đêm giao thừa, vào đúng thời khắc kết thúc năm cũ. Theo Tổng cục Thống kê, kết quả tổng hợp nhanh từ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tính đến ngày 15 tháng 12 vừa qua, cả nước đã có khoảng 2,2 triệu người trở về địa phương do ảnh hưởng của đợt dịch COVID-19 lần thứ tư. Như vậy, so với tổng hợp ở thời điểm ngày 15 tháng 9, đã có thêm khoảng 900.000 người di chuyển từ những vùng kinh tế lớn về các địa phương. Trong tổng số 2,2 triệu người di cư, nữ chiếm 839.500 người, tương đương tỷ lệ 37,5% tổng số. Người từ 15 tuổi trở lên là gần 1,6 triệu người, chiếm 70,9%. Số người về các tỉnh, thành phố từ Hà Nội là 447.100 người, từ thành phố Hồ Chí Minh là 524.000 người, từ các tỉnh phía Nam là 594.000 người và từ các tỉnh, thành phố khác là 676.000 người. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Hà Nội đã có chỉ thị số 26 về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, trong đó yêu cầu việc tổ chức các lễ hội đúng quy định, đảm bảo phòng chống dịch. Chỉ thị 26 yêu cầu các cơ quan liên quan đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức cho nhân dân đón xuân mới vui vẻ, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm với phương châm mọi người mọi nhà đều có Tết. Sở Văn hóa và Thể thao được giao nhiệm vụ phối hợp với các cấp, các ngành liên quan tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao phong phú, lành mạnh, phù hợp với tập quán dân tộc, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của đông đảo nhân dân và khách du lịch trong điều kiện đúng quy định, đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch và an toàn cho người dân. Ngày 30 tháng 12, Công an quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đang giữ hình sự với Trần Kỳ Quang, sinh năm 1998, ngụ quận Gò Vấp, Nguyễn Đặng Trấn Hải, sinh năm 1999, ngụ Phú Nhuận, cùng 7 đối tượng khác về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Vụ việc do các trinh sát công an quận Phú Nhuận tiến hành bao vây căn nhà ở đường Huỳnh Văn Bánh, phường 13. Thời điểm này, bên trong căn nhà có Quang và Hải cùng 7 con bạc đang đánh bạc bằng hình thức đánh bài poker ăn tiền. Hiện trường công an thu giữ gần 15 triệu đồng, nhiều phỉnh các loại cùng nhiều tang vật có liên quan. Công an đã đưa nhóm đối tượng cùng tang vật về trụ sở làm việc. Tại trụ sở công an, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, sòng bạc poker này là do Quang và Hải tổ chức. Cả hai đều là sinh viên. Cả hai thuê căn nhà trên để hoạt động cờ bạc và thuê người phục vụ con bạc và trả lương mỗi ngày 200.000 đồng. Người tham gia chơi phải là người được giới thiệu mới được tới chơi. Người lạ không được vào sòng bạc của Quang và Hải. Nếu có động thì cả hai ngưng sòng bạc. Đa số các con bạc có tuổi đời rất trẻ là sinh viên hoặc nhân viên văn phòng. Các đối tượng tổ chức thường lôi kéo dụ dỗ con bạc tham gia với tên gọi là home game và gọi đây là game vì poker được tổ chức thi đấu. Nhóm cầm đầu liên hệ với các con bạc qua các nhóm kín trên ứng dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo. Cũng trong ngày 30 tháng 12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với tổng số tiền gần 55 tỷ đồng, bắt giữ 8 đối tượng. 8 đối tượng bị bắt giữ bao gồm Lê Đình Phong, 26 tuổi, Nguyễn Viết Hiếu, 40 tuổi, Huỳnh Tuấn Nhật, 23 tuổi, Nguyễn Phương, 42 tuổi, Nguyễn Thành Quang, 48 tuổi, Lê Hữu Đằng, 30 tuổi, Lê Đức Vĩnh, 37 tuổi và Phan Văn Minh, 23 tuổi, cùng trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo cơ quan công an, Phong là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc này. Trước đó, Phong đã nhận trang cá độ bóng đá từ đối tượng Hiếu rồi cấp tài khoản cho các đối tượng còn lại để sử dụng vào việc đánh bạc. Từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 26 tháng 12 vừa qua, các đối tượng đã tham gia cá độ bóng đá với tổng số tiền lên tới gần 55 tỷ đồng. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ 100 triệu đồng tiền mặt, 12 điện thoại di động, 2 máy vi tính và nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Những thông tin đáng chú ý trong phần tiếp theo của chương trình: Trung Quốc ngưng nhập thanh long Việt Nam qua cửa khẩu Hữu Nghị do phát hiện lô hàng có SARS-CoV-2. Ngành du lịch Hội An chuẩn bị nhiều phương án nỗ lực vượt khó khi được đón khách trở lại. Apple đang tiến hành đánh giá lại hoạt động tại một nhà máy tại Ấn Độ sau khi xảy ra vụ ngộ độc tập thể tại đây. Thưa quý vị, lo ngại COVID-19, Trung Quốc đã dừng nhập khẩu thanh long Việt Nam qua cửa khẩu Hữu Nghị kể từ ngày 29 tháng 12 đến hết ngày 26 tháng 1 năm sau.
Có 4 mã thanh long của Bình Thuận và 2 mã thanh long của Long An phải dừng thông quan trong đợt này do cơ quan chức năng thành phố Bằng Tường, Trung Quốc phát hiện một số mẫu về cảng thành phố Bằng Tường từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 27 tháng 12 dương tính với COVID-19. Do vậy, phía Hải quan Bằng Tường quyết định hủy bỏ, không tiếp nhận lô hàng này. Đồng thời, Trung Quốc sẽ dừng nhập khẩu thanh long Việt Nam từ 0 giờ ngày 29 tháng 12 đến 24 giờ ngày 26 tháng 1. Sau khi hết thời hạn trên, Bằng Tường sẽ tự động cho hàng nhập khẩu trở lại. Dù đây là thông tin nội bộ từ Hải quan Trung Quốc, chưa có thông báo chính thức, nhưng trưa ngày 29 tháng 12 đã có khoảng 400 xe thanh long quay đầu khỏi cửa khẩu Hữu Nghị. Ước tính các doanh nghiệp sẽ thiệt hại khoảng 30% giá trị thương phẩm vì quyết định tạm dừng nhập khẩu của Trung Quốc. Trong khi các xe chở thanh long dục dịch quay đầu thay vì chờ các giải pháp để giải cứu số hàng hóa bị ùn ứ ở biên giới, thì những ngày vừa qua, nhiều chủ hàng sản phẩm mít Thái đã chủ động cho các xe hàng về Hà Nội để tiêu thụ với giá rẻ, hy vọng gỡ được vốn. Tại thủ đô Hà Nội và nhiều tỉnh thành phía Bắc những ngày qua, không khó để bắt gặp những địa điểm bày bán la liệt mít Thái với số lượng lớn trên nhiều tuyến đường. Theo các tiểu thương, mít Thái đang được kêu gọi giải cứu do ùn ứ tại cửa khẩu, sắp hết thời hạn bảo quản nên phải quay đầu để xả hàng. Mỗi quả mít đều được bán đồng giá, chỉ từ 50.000 đồng một quả. Các chủ xe chấp nhận bán với giá rẻ chỉ bằng 1/3 so với giá bán thông thường, với mong muốn sẽ tiêu thụ hết được số hàng đã tồn đọng trong 2 tuần qua. Trên các trang mạng xã hội, một số cá nhân cũng bắt đầu kêu gọi hoặc đứng ra nhận bán mít Thái online với mức giá dao động từ 6.000 đồng đến 12.000 đồng 1 kg. Theo báo cáo của Sở Công Thương Hà Nội, công tác cân đối cung cầu hàng hóa phục vụ Tết 2022, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã sẵn sàng nguồn cung hàng hóa ước tính khoảng 39 tỷ đồng để phục vụ nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Lượng hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết tính cho 3 tháng trước, trong và sau Tết bao gồm gạo 278.910 tấn, thịt lợn 57.780 tấn, thịt gà 18.594 tấn, thịt bò 16.050 tấn, trứng gia cầm 372 triệu quả, rau củ 309.900 tấn, thực phẩm chế biến 15.495 tấn, thủy hải sản 57.750 tấn và trái cây 156.000 tấn. Đến nay đã có 44 đơn vị sản xuất, kinh doanh, hợp tác xã đăng ký tham gia với tổng lượng hàng hóa đăng ký thực hiện 18.000 tỷ đồng, đưa hàng hóa bình ổn tới hơn 20.000 điểm bán, bao gồm 123 siêu thị, 6.800 cửa hàng tiện lợi, 13.000 cửa hàng chuyên doanh, 1.900 điểm bán hàng tại các chợ truyền thống, 500 bếp ăn tập thể. Theo ghi nhận tại thị trường miền Bắc, những ngày gần đây giá thịt lợn không có nhiều điều chỉnh. Dự kiến giá lợn hơi trong dịp Tết sắp tới cũng sẽ duy trì ở mức thấp. Giá lợn hơi tại các tỉnh miền Bắc trong những ngày qua dao động phổ biến ở quanh mức 46 đến 49.000 đồng 1 kg, còn tại miền Nam là 47 đến 50.000 đồng 1 kg. Đây là mức giá khá thấp trong thời điểm này so với mọi năm, bởi thông thường giá lợn hơi sẽ tăng do doanh nghiệp chế biến tăng cường thu mua, chuẩn bị cho đợt hàng phục vụ dịp Tết. Tuy nhiên năm nay, Cục Chăn nuôi dự báo thời điểm Tết Nguyên đán giá lợn hơi sẽ không có biến động mạnh bởi sự lo ngại về biến thể mới của COVID-19 khiến biện pháp chống dịch được siết chặt, các bếp ăn công nghiệp, trường học chưa trở lại hoạt động bình thường. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê vừa công bố, chỉ số giá tiêu dùng CPI cả nước năm nay tăng 1,84% so với năm trước và đây là mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016. Cụ thể tháng 12 năm 2021, CPI đã giảm 0,18%. Trong đó, khu vực thành thị giảm 0,2%, khu vực nông thôn giảm 0,16%. 4 trên 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính đã giảm giá so với tháng 10 và 7 nhóm hàng còn lại tăng giá. Có nhiều yếu tố tác động đến chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2021 và khiến mức tăng này thấp nhất trong 5 năm trở lại đây. Đầu tiên là do giá cả các mặt hàng thực phẩm dưới mức giá 0,54% một năm và làm CPI giảm 0,12 điểm phần trăm. Trong đó, giá thịt lợn giảm 10% một năm, giá thịt gà giảm 0,28% một năm, giá các mặt hàng thực phẩm xuống mạnh, cộng thêm các gói hỗ trợ chính sách của chính phủ, được triển khai khi người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do COVID-19 đã kìm hãm đà tăng trưởng CPI chung của năm 2021. Sáng ngày 30 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đang tạm giữ Hán Hữu Hải, tên thường gọi là Mr. Henry, sinh năm 1986, quê Phú Thọ và Trần Lê Phạm Trung, tên thường gọi là Evans Trung Trần, sinh năm 1987, ngụ quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh để làm rõ về hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua hai trang web sàn giao dịch tiền ảo Winric Club và WinTop1.com. Từ nguồn đơn của các bị hại về việc tố cáo Hán Hữu Hải và Trần Lê Phạm Trung chiếm đoạt tài sản qua sàn giao dịch điện tử Winric.club và WinTop1.com, cơ quan điều tra đã mời hai đối tượng lên điều tra làm rõ.
Qua đấu tranh, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác định Hải và Trung hợp tác tạo trang web winric.club và wintop1.com nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản, lấy tiền của người trước đưa cho người sau. Khi người chơi nạp một lượng lớn tiền vào thì hai đối tượng khóa sàn chiếm đoạt. Quá trình quản lý hai sàn giao dịch điện tử trên, Hải và Trung yêu cầu người tham gia đầu tư mua USD trên sàn Binance C98, sau đó chuyển sang đồng USDT. Một đồng USDT tương đương 1 USD trên ví của nhà đầu tư, rồi chuyển vào ví Binance của Hải. Sau đó, Hải để lập trình viên đổi tiền USDT của nhà đầu tư sang đồng tiền Gold. 1 USDT đổi được 1.000 Gold. Nhà đầu tư đặt lệnh chơi bài Baccarat với hai cách chơi. Một là chơi tự do, ăn thua trực tiếp. Hai là mua bảo hiểm. Khách đánh theo lệnh của các đại lý và được hoàn tiền nếu thua. Khi nhà đầu tư thắng, Hải đặt lệnh gây khó dễ nên chưa ai rút được tiền. Tính đến nay đã có 9 người làm đơn tố cáo Hải và Trung với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng. Còn nhiều nạn nhân khác đang làm đơn tố cáo Hải và Trung về tội chiếm đoạt tài sản. Thưa quý vị, có vẻ như là càng về cuối năm thì các hoạt động lừa đảo tài chính lại càng nở rộ. Bên cạnh các chiêu lừa đảo đầu tư vào các sàn tiền ảo, thì người dân cũng cần cảnh giác với các giao dịch lừa xóa nợ xấu. Đây là một chiêu thức lừa đảo mới ngày càng tinh vi của kẻ gian trong giao dịch điện tử, nhắm đến những người có hoạt động vay tiêu dùng, vay vốn làm ăn hay chi tiêu bằng thẻ tín dụng. Kẻ gian thường mạo danh ngân hàng liên tục tung ra những nội dung quảng cáo trên mạng xã hội như cho vay tín chấp từ 30 đến 500 triệu đồng, hỗ trợ duyệt cả nợ xấu và nợ chú ý, hỗ trợ vay vốn khi còn nợ xấu, lãi suất chỉ từ 0,8% một tháng. Nội dung tin nhắn thường đính kèm đường link giả mạo gần giống với website chính thức của ngân hàng gây nhầm lẫn. Ngay sau khi người dân đăng nhập vào, các thông tin đăng nhập và mật khẩu thật của quý khách sẽ được chuyển đến máy chủ của kẻ gian, từ đó chiếm đoạt quyền truy cập tài khoản ngân hàng điện tử và tài sản của khách hàng. Trung tâm tín dụng CIC khẳng định, không có một tổ chức cơ chế nào có thể thực hiện được việc thay đổi thông tin khách hàng hay xóa nợ xấu. Tất cả các thông tin của khách hàng tại CIC đều được cập nhật, lưu trữ trung thực và khách quan. Vì thế, khách hàng tuyệt đối không tin tưởng vào những quảng cáo chào mời, giới thiệu dịch vụ che nợ, xóa nợ xấu CIC đang được quảng cáo tràn lan trên mạng hiện nay. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản thống nhất với Sở Tài chính, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm cho phép quận này sử dụng tạm thời hè phố để kinh doanh, phục vụ du khách. Cụ thể, ba công ty là trách nhiệm hữu hạn bất động sản Mặt trời Thủ đô, công ty cổ phần Prodigy Pacific Việt Nam và công ty cổ phần tư vấn đầu tư tài chính toàn cầu sẽ được sử dụng tạm thời hè phố để kinh doanh cà phê, giải khát, đồ ăn nhanh với giá 45.000 đồng một mét vuông mỗi tháng, thời gian cấp phép là 6 tháng một lần. Thưa quý vị, năm 2021 chuẩn bị khép lại. Với ngành du lịch, đây là một năm đầy khó khăn bởi tác động của dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, chính trong hoàn cảnh ấy đã cho thấy nỗ lực của chính quyền và cộng đồng du lịch trong việc triển khai các hoạt động để phục hồi. Điều này có thể thấy rõ đối với du lịch Hội An, tỉnh Quảng Nam. Từ ngày 15 tháng 11, sau hơn nửa năm trời phải đóng cửa các điểm tham quan để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch, Hội An mở cửa đón khách. Đoàn khách đầu tiên có mặt tại các điểm di tích chính là đại diện lãnh đạo chính quyền thành phố Hội An, với mong muốn gửi đi thông điệp về một Hội An đã an toàn, sẵn sàng đón khách. Quảng Nam, Hội An đã an toàn, mà chúng ta có thể tự do đi tham quan phố cổ. Và cái thứ hai nữa cũng thể hiện quyết tâm của lãnh đạo tỉnh của thành phố Hội An và người dân, doanh nghiệp trong cái việc là vừa đảm bảo phòng chống dịch có hiệu quả, nhưng vừa là từng bước mở lại cái hoạt động tham quan du lịch. Ngày 20 tháng 11, phố cổ Hội An trở thành điểm đến đầu tiên trên cả nước đón đoàn khách quốc tế tham quan sau gần 2 năm gián đoạn. Đây là kết quả từ nỗ lực rất lớn và công tác chuẩn bị chu đáo trước đó của thành phố Hội An của tỉnh Quảng Nam. Sự kiện hôm nay là chúng tôi đã chờ đợi và tin tưởng từ lâu rồi. Nhưng mà rõ ràng là đến thời điểm này thì nó tạo cho tất cả những người dân Hội An có một cái sự phấn khích, một sự hào hứng. Hội An đã đón nhận những tín hiệu tích cực đầu tiên làm ấm hoạt động du lịch. Thế nhưng phục hồi không phải chặng đường dễ dàng, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang hết sức phức tạp đối với Việt Nam và thế giới. Sau mở cửa, lượng khách đến với Hội An vẫn hết sức khiêm tốn. Số vé bán ra mỗi ngày có khi chỉ một vài chục tấm. Thế nhưng, tất cả những hoạt động thường niên trong khu phố cổ vẫn đều đặn diễn ra. Các sự kiện được tổ chức với sự chuẩn bị công phu. Hội An ở trong tư thế chủ động đón khách. Hy vọng là với một cái niềm tin mới, với một cái khí thế mới thì chúng ta sẽ chào đón một năm mới với một cái tâm thế là du lịch Hội An sẵn sàng là quảng bá các cái hình ảnh của mình đến với bạn bè. Những con số về lượng khách, về doanh thu không phải là điều mà Hội An đã đạt được thời gian qua.
Thế nhưng điều quý giá từ những nỗ lực triển khai các hoạt động của du lịch Hội An đó là khí thế, là tinh thần quyết tâm. Điều này có ý nghĩa quan trọng để giúp Hội An hay bất cứ điểm đến nào vượt qua khó khăn trên chặng đường phục hồi. Tập đoàn Apple của Mỹ cho biết đang tiến hành đánh giá lại hoạt động tại một nhà máy của đối tác sản xuất các sản phẩm của hãng tại Ấn Độ sau khi xảy ra vụ ngộ độc tập thể tại đây. Trong tháng này, khoảng 250 nữ công nhân làm việc tại nhà máy sản xuất iPhone của hãng Foxconn ở bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ, đã bị ngộ độc thực phẩm. Trong đó có 159 người phải nhập viện. Điều này đã dẫn đến làn sóng phản đối điều kiện sinh hoạt và chất lượng phục vụ nhà ăn của công ty, buộc cơ sở này phải đóng cửa từ ngày 18 tháng 12 vừa qua. Apple cho biết đang đánh giá lại hoạt động của nhà máy, đồng thời làm việc với đối tác cung cấp Foxconn để nhanh chóng giải quyết tình hình. Với khoảng 17.000 lao động, nhà máy này chuyên sản xuất iPhone cho thị trường Ấn Độ và xuất khẩu, cùng một số thiết bị khác. Về phần mình, Foxconn đã gửi lời xin lỗi vì đã để xảy ra sự cố, đồng thời tuyên bố sẽ ngay lập tức có hành động nhằm cải thiện chất lượng hạ tầng và dịch vụ tại các nhà ăn và khu ở cho công nhân. Bên cạnh đó, công ty cũng sẽ tái cơ cấu lại nhóm quản lý tại địa phương nói riêng và các hệ thống quản lý nói chung để đảm bảo đạt được và duy trì các tiêu chuẩn cao. Trong thời gian tái cơ cấu, nhân viên công ty sẽ vẫn được hưởng lương như bình thường. Ngày 29 tháng 12, công ty sản xuất pin Northvolt của Thụy Điển thông báo đã bắt đầu vận hành nhà máy chuyên chế tạo pin xe điện tại nước này. Đây cũng là cơ sở sản xuất pin xe điện đầu tiên của một công ty châu Âu vận hành tại châu lục này. Nhà máy Northvolt S ở Skellefteå, phía Bắc Thụy Điển đã chính thức đi vào sản xuất từ ngày 29 tháng 12. Khi khai thác hết công suất, nhà máy sẽ sản xuất lượng pin đủ để cung cấp cho 1 triệu xe điện mỗi năm, với công suất sản xuất vào khoảng 60 GWh. Northvolt đặt mục tiêu mở rộng quy mô hoạt động của Northvolt S trong những năm tới, nhằm thúc đẩy kế hoạch chuyển đổi sang năng lượng sạch của châu Âu. Northvolt S đã tuyển dụng 500 lao động và dự kiến số lao động làm việc cho nhà máy này sẽ lên tới 3.000 người khi nhà máy hoạt động hết công suất. Hiện Northvolt đã ký được đơn hàng cung cấp pin với tổng giá trị 30 tỷ đô la Mỹ với các hãng sản xuất ô tô lớn của Đức như BMW và Volkswagen hay Volvo của Thụy Điển. Northvolt cũng đang có kế hoạch hợp tác với hãng Volvo để xây dựng nhà máy sản xuất pin xe điện thứ hai tại châu Âu. Dự án nhà máy Northvolt trên được xem là nỗ lực cạnh tranh của châu Âu với các đối thủ lớn trong lĩnh vực pin lithium cho xe điện như công ty Tesla của Mỹ hay một số nhà sản xuất châu Á khác. Một nhà hàng bán đồ ăn nhanh ở Israel sẽ phục vụ một loại thịt chay và do một robot làm theo khẩu vị và nguyên liệu mà thực khách yêu cầu. Đây là lần đầu tiên một cỗ máy làm ra một chiếc bánh hamburger theo yêu cầu của từng cá nhân. Robot làm bánh hamburger dành cho người ăn chay là dịch vụ độc đáo đang được phục vụ tại nhà hàng BBB ở thành phố Duyên Hải Helsinki do công ty khởi nghiệp chuyên về các sản phẩm thay thế thịt Savoreat điều hành. Đầu bếp robot có kích cỡ tương đương như một chiếc lò nướng, có thể thực hiện các yêu cầu trên. Tất nhiên, khâu làm bánh burger vẫn phải do một tổ làm bếp là con người thực hiện. Đầu bếp robot sẽ pha trộn các nguyên liệu như đậu, khoai tây, đậu gà để tạo thành một sản phẩm giống với thịt. Món ăn được chế biến trong vài phút, không chứa protein động vật và đúng theo kiểu món ăn của người Do Thái. Israel là một trong những quốc gia có nhiều người ăn thuần chay nhất thế giới. Tới năm 2018, Israel có khoảng 5,2% dân số loại bỏ tất cả các loại động vật trong chế độ ăn uống hàng ngày. Con số này đã tăng hơn gấp đôi kể từ năm 2010, khi 2,6% dân số ăn thuần chay. Thông tin vừa rồi đã khép lại nhịp sống 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!